Thưa anh chị em, khi đi giảng đạo, Chúa Giêsu hay kể chuyện. Chúa kể những dụ ngôn, chứ ít nói chuyện thời sự. Và tôi nghĩ một trong những lý do là vì những chuyện thời sự nó chóng quá. Anh chị em thấy coi, dịch Covid-19, chuyện thời sự lớn đó chứ. Bao nhiêu người chết, bao nhiêu gia đình đau khổ, kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng. Rồi chiến tranh Nga-Ukraine, chuyện thời sự lớn lắm chứ. Thì chúng ta cũng biết vậy đó. Nhưng mà tới bây giờ, 1-2 năm sau, có vẻ mình ít quan tâm, phải không? Ít quan tâm tới nữa. Thế nên cái chuyện thời sự ấy nó chóng qua. Nhưng mà những dụ ngôn, câu chuyện, hình ảnh, những nhân vật nó sống động, nó sống mãi. Và những dụ ngôn đó có thể áp dụng ở mọi thời điểm, trong mọi hoàn cảnh. Chẳng hạn như là hôm nay anh chị em và tôi nghe Chúa Giêsu kể dụ ngôn về nhà phú hộ. Ông ấy được mùa cho nên ông ấy dự tính là xây những kho lẫm. Và ông ấy tự nhủ là: hỡi linh hồn tôi ơi, ăn uống vui chơi thỏa thích đi. Thế liệu chúng ta có thể liên tưởng đến cái chuyện thời sự là công ty Việt Á nó bán kit xét nghiệm không? Tòa đập với những ông lớn từ trung ương cho đến các tỉnh thành bán kit xét nghiệm cho người dân, kiếm 4.000 tỷ cơ mà. Và có thể là người ta cũng tự nhủ là: hỡi linh hồn tôi ơi, 4.000 tỷ xài sao cho hết, bao giờ mới hết, thôi cứ ăn uống vui chơi đi. Ai dè đâu Chúa lại phán là: thằng ngu, nội đêm nay người ta đòi linh hồn ngươi thì 4.000 tỷ đi đâu. Mấy ông công ty Việt Á thì chưa phải chết đâu, nhưng mà chuyện tù tội là có thể thấy rõ rồi, tịch biên tài sản cũng có thể thấy trước rồi. Thế cho nên cái dụ ngôn sống động, 20 thế kỷ rồi mà vẫn rất sống động. Vậy thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe dụ ngôn này, Chúa nhắm đến cái gì? Chúa nhắm đến cái lòng tham của con người. Sở dĩ có câu chuyện, có dụ ngôn này là bởi vì có một người đến thưa với Chúa là: thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Anh chị em biết là theo cái luật thừa kế của Do Thái ngày xưa đó, thì giả như một gia đình mà có 2 người con trai, thế thì khi cha mẹ chết đi thì anh con lớn đó, ở trong miền Nam mình gọi là anh hai đó, thì sẽ được hưởng 2/3, còn người em thì được 1/3 thôi. Mà giả như gia đình đó đông con thì ông anh hai bao giờ ông cũng phải được hưởng gấp đôi những người con khác. Ông có bổn phận ông phải lo việc gia đình mà. Thế thì chúng ta suy diễn thôi, có thể trong trường hợp này thì ông anh hai là ông tính làm hết, ông không chia cho ông em cái gì, cho nên là em mới chạy đến là thưa với Chúa Giêsu xin Thầy can thiệp giúp. Nhưng mà Chúa từ chối. Chúa từ chối bởi vì Chúa đến trần gian này đâu có phải là để làm trọng tài kinh tế, thưa anh chị em, mà ông chẳng phải để làm trọng tài chính trị. Mà Chúa đến trần gian này để thi hành cái sứ mạng đạo đức. Và chính vì thế, nhân cái chuyện này, Chúa mới kể cái dụ ngôn mà chúng ta vừa mới nghe. Để làm gì? Để cho thấy đâu là cội nguồn sâu xa nhất dẫn đến sự tranh chấp giữa hai anh em. Cái cội nguồn ấy là lòng tham.
là sự tham lam nơi con người. Và ngày hôm nay liệu những chuyện như vậy có còn không? Anh chị em trả lời tôi ngay lập tức là đầy. Cũng vì lòng tham thôi, mà không chỉ là tình nghĩa anh em, mà có khi cả tình nghĩa cha mẹ và con cái cũng bị bẻ gãy. Rồi cũng vì lòng tham mà tình nghĩa xóm làng bị mất. Và cũng vì lòng tham mà biết bao nhiêu bất công diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong xã hội. Chúng ta đọc báo, chúng ta qua những phương tiện truyền thông, mình nghe nói nhiều lắm cái lòng tham. Nhưng mà lời Chúa không chỉ dừng ở đó đâu, mà lời Chúa còn dẫn chúng ta đi sâu hơn khi chỉ cho mình thấy cái lòng tham đó chính là thờ ngẫu tượng. Điều này chắc anh chị em không để ý đâu. Nhưng mà chính Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai này: anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người của anh em, đó là gian dâm, là ô uế, là đam mê, là ước muốn xấu và tham lam. Rồi Thánh Phaolô thêm một câu: mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Anh chị em có thể hỏi tôi, sao mà tham lam mà để thờ ngẫu tượng? À, là vì thế này: một người mà tham lam quá mức rồi, chỉ có tiền là trên hết thôi, thì người đó đã biến tiền bạc thành thần thánh. Và ông thần đó, ông ấy sai khiến mình làm cái gì thì mình làm cái đấy, bất kể nó có đạo đức hay là nó không đạo đức. Và nó là nguồn cội của biết bao nhiêu tội lỗi. Ngẫu tượng là chỗ đó đó. Cho nên chúng ta đừng có tưởng là mình chỉ có phạm tội thờ ngẫu tượng khi mà tôi lập bàn thờ ở trong nhà, xong rồi thay vì tôi để tượng Chúa và Đức Mẹ ở trên thì tôi để tượng ông này, tượng bà kia, tượng con vật này, con vật nọ, thì mới là thờ ngẫu tượng. Không phải đâu. Ngẫu tượng nó ở trong lòng mình. Ngẫu tượng ở trong tâm hồn mình, trong cách sống của mình, trong những chọn lựa của mình. Khi mà Thiên Chúa không phải là trên hết, mà đồng tiền là trên hết, đấy là ngẫu tượng. Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta về điều ấy, và đồng thời Ngài kêu gọi là phải làm ngược lại. Ngài diễn tả bằng cách là hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Nghĩa là làm sao? Làm giàu trước mặt Chúa đó là anh chị em và tôi nhìn nhận rằng chỉ có Chúa mới là đấng cầm quyền sinh tử, mới là đấng bảo đảm tối hậu cho chúng ta thôi. 4.000 tỷ thì có khỏi bị chết không? Vẫn chết như thường. Anh chị em và tôi mua nhiều thứ bảo hiểm lắm, bảo hiểm y tế này, bảo hiểm nhân thọ này, có người còn bảo hiểm nhà nữa, bảo hiểm xe nữa. Nhưng mà có cái thứ bảo hiểm nào nó bảo đảm cho mình là không phải chết không? Có ai trong nhà thờ mà biết có cái thứ bảo hiểm nó mách gồm có ai? Không có cái thứ bảo hiểm nào mà bảo đảm cho chúng ta khỏi phải chết. Chỉ có Chúa mới là nơi chúng ta nương ẩn. Anh chị em vừa hát ở trong bài đáp ca. Cho nên mình ý thức và sống trước mặt Chúa, sống trong sự hiện diện của Chúa. Và bởi vì Chúa là tình yêu, cho nên làm giàu trước mặt Chúa có nghĩa là làm giàu về tình yêu thương. Và làm giàu về tình yêu thương thì không có cái chuyện là giàu hay nghèo về tiền bạc ở đây. Ở trong chúng ta có thể có người có nhiều tiền, có người thì có ít tiền, nhưng mà ai cũng có tình yêu thương hết. Và cái tình yêu thương đó nó không lệ thuộc vào cái chuyện là nhiều tiền hay là ít tiền.
Dù chúng ta nghèo, mình vẫn có thể yêu thương người khác bằng một cái cử chỉ, bằng ánh mắt nâng đỡ, chia sẻ, cảm thông, khích lệ, giúp nhau. Đấy là yêu thương. Làm giàu về tình yêu thương là làm giàu trước mặt Chúa. Thưa anh chị em, vậy thì sau khi tham dự thánh lễ hôm nay, ước gì chúng ta nhớ lấy một câu kinh thánh thôi. Câu Chúa dạy chúng ta, tôi trích nguyên văn: anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Ước gì chúng ta nhớ lấy một câu kinh thánh để lời Chúa soi sáng, hướng dẫn đời sống hàng ngày của chúng ta. Amen. Thưa anh chị em, chúng ta là dân miền Tây, và suốt tuần vừa rồi tôi chắc chắn là anh chị em theo dõi thông tin rất sát. Cả 100.000 người dân miền Tây rời bỏ quê làm ăn sinh sống ở Sài Gòn, ở Bình Dương, bây giờ thất nghiệp mấy tháng trời, trụ không nổi, kéo về quê. Trong đó có nhiều cảnh rất là đáng thương. Tôi không kể chi tiết ở đây bởi vì anh chị em biết hết rồi. Tôi chỉ muốn nói một điều thôi, là sự kiện đó cho chúng ta thấy đa phần người dân miền Tây chúng ta là người nghèo. Đồng bằng sông Cửu Long vẫn được gọi là vựa lúa của cả nước. Tới bây giờ vẫn là vựa lúa thôi. Nhưng mà dân số gia tăng, đất đai thì bằng đó thôi. Rồi xã hội hiện nay thì không còn phải là xã hội nông nghiệp, mà là một xã hội đang chuyển mình thành xã hội công nghiệp. Và vì thế không lạ gì người dân miền Tây của chúng ta phải rời bỏ quê, đi lên những thành phố lớn như là Sài Gòn hay Bình Dương, có nhiều khu công nghiệp để kiếm công ăn việc làm. Dễ hiểu thôi. Và điều đáng buồn nữa là cùng với cái nghèo về vật chất đó là cái nghèo về văn hóa. Các tỉnh miền Tây của chúng ta được xếp vào vùng trũng về mặt văn hóa giáo dục. Chính vì vậy mà tôi nói với anh chị em hoài, nói nghe tôi phát chán luôn. Tôi nhắc anh chị em là phải quan tâm đến cái chuyện học hành của con cái. Rồi tôi cố gắng lập cái quỹ khuyến học ở trong giáo phận, để không có gia đình nào lấy cớ là nghèo quá cho nên là không có tiền cho con đi học. Chúng ta phải lo cho con cái về mặt văn hóa giáo dục. Nếu đối diện với một tình hình như thế thì Chúa Giê-xu sẽ làm sao? Chắc chắn là Chúa Giê-xu thương chúng ta lắm. Chúa Giê-xu thương người nghèo. Anh chị em nhớ không? Hồi xưa khi Chúa đi giảng đạo đó, người ta theo Chúa, nghe Chúa giảng đông lắm. Rồi khi trời về chiều, Chúa hỏi các môn đệ là: các con có gì cho người ta ăn không? Chứ còn cả ngày người ta nghe giảng thế này, rồi bây giờ người ta về người ta chết đói à? Rồi sau đó chính Chúa làm phép lạ để nuôi dân. Cho nên chắc chắn một điều là Chúa thương chúng ta khi chúng ta lâm cảnh thiếu thốn, nghèo khó. Nhưng đồng thời Chúa không dừng ở đó đâu, mà Chúa lại cảnh giác chúng ta về một mối nguy khác, đó là sự cám dỗ của tiền bạc.
Trong lúc mà mình nghèo khổ túng thiếu như thế này, thưa anh chị em, dễ có ý nghĩ rằng là trời ơi, có tiền là giải quyết được hết à, có tiền là có tất cả à. Nhưng mà có thực sự vậy không? Bây giờ chúng ta nhớ lại câu chuyện tin mừng mình vừa mới nghe coi. Có một người thanh niên đến tìm Chúa Giêsu mà Thánh Marco nói là anh ta quỳ xuống trước mặt Chúa tha thiết lắm. Để làm gì? Để hỏi một câu thế này: thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Mà người thanh niên này đó, Thánh Marco nói rõ ràng là giàu có lắm, nhiều của cải lắm. Thế bây giờ tôi hỏi anh chị em, nếu mà có tiền, nếu mà giàu có là giải quyết được mọi chuyện, thế thì anh ta đến hỏi Chúa Giêsu làm chi? Rõ ràng là trong sự giàu có, nhiều tiền của đó, anh ta vẫn cảm thấy là mình thiếu thốn, thiếu cái gì đó. Và vì thế anh ta mới đến hỏi Chúa Giêsu: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Cho nên đừng vì sống trong cảnh nghèo mà mình nghĩ là tôi cứ có tiền là tôi sẽ giải quyết được mọi sự. Rồi không chừng mình bị cám dỗ làm chuyện tầm bậy tầm bạ, miễn là có tiền. Chúa đặt trong lòng mỗi người chúng ta một khát vọng đến vô cùng. Và vì vậy không có điều gì, không có ai trong cuộc đời này có thể lấp đầy khát vọng đó, thưa anh chị em. Và chính vì vậy mà Thánh Augustino bằng kinh nghiệm của bản thân, Ngài kêu lên: lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con cứ mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi nào được an nghỉ trong Chúa. Rồi bây giờ tôi mời anh chị em đi thêm một bước nữa. Cái chàng thanh niên này không những giàu có mà còn đạo đức nha. Chúa Giêsu nói với anh ta thì anh cứ về giữ các điều răn đó, không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian. Anh ta trả lời sao? Dạ thưa Thầy, tôi giữ mấy điều đó từ hồi nhỏ tới giờ. Nghe ngon lành không? Giàu có mà còn đạo đức nữa, giữ các điều răn từ nhỏ tới giờ. Cái này là của hiếm à. Bởi vì không ít người giàu có mà họ ác lắm. Không ít người giàu có là vì bóc lột, ức hiếp người khác. Không ít người giàu có là bởi vì ăn gian nói dối. Và không ít người giàu có sa đà vào một lối sống buông thả, rồi trịch thượng, coi không ai ra gì. Đang khi đó anh chàng này giàu có mà lại đạo đức, giữ các điều răn, tốt quá rồi, còn gì nữa? Còn thiếu gì nữa thưa anh chị em? Thiếu cái gì nữa? Chúa Giêsu nói với anh ta: anh chỉ còn thiếu có một điều, về bán những gì mình có, chia cho người nghèo, rồi đến đây theo tôi. Thiếu cái điều đó, thiếu sự cho đi và chia sẻ. Anh chị em nhớ lại coi này, anh ta đạo đức lắm, giữ các điều răn, không giết người, không ngoại tình, không làm chứng gian, không trộm cắp. Những điều mà cấm thế này cấm thế kia là anh ta giữ rất tốt. Nhưng mà những điều tích cực, cho đi, chia sẻ, không thể nói tới. Và đó chính là điều mà Chúa Giêsu mời gọi đó.
Cũng giống như là ông Gia-kêu ở trong Phúc Âm, khi mà theo Chúa thì ông quyết định thứ nhất là tôi làm thiệt hại cho ai điều gì thì tôi xin bồi thường gấp bốn. Và thứ hai là tôi lấy nửa phần của cải chia cho người nghèo, chia sẻ cho đi của tình yêu thương. Chúa Giê-xu không chỉ dạy chúng ta giữ 10 điều răn, mà Chúa Giê-xu còn công bố 80 phúc thật nữa. Ở các nhà thờ trong giáo phận của chúng ta có một điều rất tốt là ở ngoài cửa nhà thờ có hai bia đá, một tấm bia đá khắc 10 điều răn Đức Chúa Trời và một tấm bia đá khác khắc 8 mối phúc thật. Anh chị em thấy không? Nhắc nhớ chúng ta cho đi, chia sẻ. Thế bây giờ anh chị em nói với tôi, trời ơi tôi nghèo quá, lấy gì mà cho? Người ta cho gì thì nhận, chứ còn tôi có gì đâu mà cho. Đúng là chúng ta nghèo thiệt, nghèo của cải vật chất. Bản văn ở đây nói đến của cải vật chất, nói đến sự giàu có. Chúng ta dịch từ tiếng Latin possessio, cũng có thể hiểu rộng ra là sở hữu. Những cái gì mà mình có. Anh chị em nghèo có nghĩa là không có của cải vật chất. Nhưng mà anh chị em có thời giờ không? Anh chị em có sức khỏe không? Anh chị em có nụ cười không? Anh chị em có lời nói không? Có nhiều lắm mà. Có nhiều lắm mà. Mình dành thời giờ đến thăm một người đang đau yếu, đó là cho đi đó. Mình dành thời giờ và có sức khỏe đến giúp một người nghèo ở trong xóm lợp lại cái mái nhà, đó là cho đi đó. Mình biết một người đang gặp khó khăn trong đời sống, mình có lời nói nâng đỡ khuyến khích người ta, đó là cho đi đó. Không ai trong chúng ta mà không có một điều gì đó để cho đi. Và Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta làm điều đó. Cho đi, chia sẻ. Cho dù mình không giàu có, không có nhiều của cải vật chất. Chúa Giê-xu không chỉ dạy đâu, mà chính Chúa nêu gương trước cho chúng ta. Mỗi một lần cùng nhau dâng thánh lễ, anh chị em và tôi được nhắc nhớ rằng Chúa Giê-xu cho đi chính bản thân của Ngài để trở thành lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta. Chúa không chỉ dạy mà Chúa nêu gương cho chúng ta. Vậy thì xin Chúa cho chúng ta khi dâng thánh lễ đón nhận Chúa Giê-xu thánh thể thì cũng đón nhận cái bài học chia sẻ và cho đi của Chúa để thực hiện trong đời sống hàng ngày. Đó là cách thế để chúng ta trả lời và sống cái điều mà Chúa Giê-xu dạy anh thanh niên giàu có mà để đạo đức trong bài tin mừng ngày hôm nay. Tôi phải làm gì để được sống đời đời? Thưa anh chị em, Chủ nhật tuần trước, nếu anh chị em còn nhớ, Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta đừng tưởng là mình có nhiều của cải thì mạng sống sẽ được đảm bảo đâu. Và Chủ nhật hôm nay, Chúa Giê-xu tiếp tục giáo huấn chúng ta về cách sử dụng của cải. Để cho dễ hiểu, tôi xin phép đặt ra 3 câu hỏi. Thứ nhất đó, chúng ta hiểu của cải như thế nào? Có thể anh chị em sẽ nói với tôi của cải là tiền bạc. À đúng rồi, là bởi vì ngày nay chúng ta dùng tiền như là một đơn vị để mình định giá hàng hóa, định giá sản phẩm
và dùng tiền để trao đổi hàng hóa và sản phẩm. Cái xe này giá bao nhiêu? Anh muốn mua, đưa cho tôi số tiền đó thì anh lấy cái xe về. Chúng ta lấy tiền làm đơn vị để định giá. Thế bây giờ anh chị em thử tưởng tượng vào cái thời xa xưa, khi mà người ta chưa dùng đồng tiền thì người ta trao đổi hàng hóa làm sao? Thì có thể là tôi đưa cho anh con bò, anh trả lại cho tôi 4 con heo, thí dụ vậy. Trao đổi hàng hóa trực tiếp, người ta chưa dùng tiền. Tôi nói như thế để lập tức anh chị em thấy ngay, cái từ của cải này nó rộng hơn là đồng tiền. Khi nói của cải ở đây thì chúng ta nên hiểu là tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi sở hữu. Và những gì mà tôi sở hữu không chỉ là những cái thấy được rõ ràng, nhà cửa, xe cộ, vật dụng ở trong gia đình, mà sức khỏe, tài năng, địa vị, quyền lực, đấy, tất cả đều là của cải hết á. Và ở nền tảng căn bản của mọi thứ của cải đó là gì, anh chị em biết không? Là sự sống của mình, là cái hiện hữu của mình. Hôm nay đây anh chị em và tôi còn đang hiện hữu. Nếu mình không hiện hữu, mình không sống thì mọi thứ của cải có nghĩa gì? Đấy, hôm nay chúng ta nhớ đến cha Francisco Tô Hoàng Lâm mới qua đời. Một linh mục mới có 42 tuổi. Tôi mới đặt làm cha sở nhà thờ Thánh Giuse Gò Công cách đây có 1 tháng. Hôm nay Chúa gọi về. Không còn sống nữa, không còn hiện hữu ở trong cuộc đời này như chúng ta nữa. Thì giả như là mọi của cải mà Ngài có nghĩa gì? Đấy, chúng ta hiểu cái của cải theo nghĩa rộng như vậy. Vậy thì bây giờ mình đến với câu hỏi thứ hai. Của cải đó từ đâu mà có? Có lẽ câu trả lời quen thuộc nhất là của cải đó là từ tôi mà có chứ còn làm sao nữa. Tôi lao động vất vả, tôi tính toán khôn ngoan, tôi lên kế hoạch đâu vào đấy này, cho nên ngày hôm nay tôi mới có nhiều của cải như thế chứ. Anh chị em có nghĩ vậy không? Đó là cái quan niệm rất quen thuộc của tất cả mọi người thôi. Và càng sống trong cái thời gọi là kinh tế thị trường ngày hôm nay, chúng ta càng dễ nghĩ như vậy. Mà bởi vì mọi thứ của cải đó là do tôi mà có, thế cho nên tôi muốn sử dụng như thế nào là tùy ý tôi thôi, hoàn toàn là tùy thuộc tôi thôi. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta có một cách nhìn khác. Anh chị em thấy Chúa Giêsu kể cái dụ ngôn về người quản lý trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đặt lên coi sóc gia sản của mình. Đấy, cái nhìn của Chúa Giêsu là như vậy. Tức là những cái của cải đó là từ ông chủ, tức là từ Thiên Chúa. Ngài mới là chủ sở hữu, Ngài trao phó cho chúng ta, và mỗi chúng ta là người quản lý, là người quản lý thôi. Đúng là bản thân mỗi người chúng ta cố gắng lao động, làm việc, học hành để có của cải. Thế nhưng mà nó không phải là hoàn toàn từ mình, mà là từ Thiên Chúa ban cho. Thế bây giờ nó hơi khó hiểu, anh chị em cứ thử hình dung thế này coi.
Giả như anh chị em và tôi lúc sinh ra trong cuộc đời này đã là một đứa trẻ khuyết tật, mù mắt, câm điếc, không có tay chân. Giả như vậy đó, thì thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta có những của cải mà chúng ta đang có không? Có không? Và khi nhìn lại cuộc đời của mình á, mỗi người đều có thể thấy, giả như mình không may mắn gặp một vị ân nhân đó nâng đỡ mình lúc xa cơ lỡ vận, giả như mình không có được cái cơ hội tốt đó, thì chắc là mình không có ngày hôm nay. Tối hôm nay anh chị em cứ thử về nhìn lại cuộc đời của mình, suy nghĩ về cái điều đó xem tôi nói đúng không. Đấy, và lúc đấy chúng ta mới khám phá ra những của cải mà mình có ngày hôm nay quả thật là có phần đóng góp của mình, nhưng không phải là tất cả. Chính ơn trên, chính Thiên Chúa ban cho chúng ta cách này cách khác, và chúng ta là người quản lý. Khi ta có một cái nhìn như vậy thì cái cách sử dụng của cải của mình nó cũng sẽ khác nữa. Tôi kể cho anh chị em nghe chuyện này. Cách đây chừng 2-3 năm gì đó, có một doanh nhân mà lạ lùng là ông ấy không phải là người Công giáo mà là người ngoài Công giáo, nhưng mà có quen biết với nhiều người Công giáo. Ông đi với một vài người Công giáo đến gặp tôi, và ông có nói với tôi thế này: ông có nghe những cái bài giảng của tôi ở trên mạng internet, và ông nhớ có lần tôi kể chuyện về một cặp vợ chồng người Ấn sang làm việc ở Việt Nam, rồi khi lãnh lương tháng đầu tiên thì cặp vợ chồng đó đến gặp tôi và nói là: Chúa ban cho chúng tôi có cái công việc này, cho nên chúng tôi muốn gửi cha cái tiền lương tháng đầu tiên ở Việt Nam để cha lo việc nhà Chúa. Đúng, tôi có kể câu chuyện đó và hoàn toàn là chuyện thật 100% khi tôi làm việc ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Cặp vợ chồng đó sang đây để làm giám đốc một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Rồi sau khi nhắc lại cái câu chuyện đó thì ông doanh nhân này ông nói với tôi là tôi cũng muốn bắt chước cái cặp vợ chồng người Ấn ấy, cho nên tôi gửi cha một ít tiền để cha lo công việc nhà Chúa. Anh chị em thấy không? Khi mà người ta thay đổi cái cách nhìn, cái của cải này là từ ơn trên ban cho, từ Chúa ban cho, thì cái cách sử dụng của cải nó cũng sẽ khác đi. Không chỉ là để cho hưởng thụ của bản thân, mà là biết lo cho việc chúng. Một lần khác, tôi hướng dẫn tĩnh tâm cho các ca sĩ Công giáo ở Sài Gòn lúc đó. Tôi đặt câu hỏi cho các anh chị ca sĩ: các bạn có nghĩ rằng tiếng hát của các bạn là Chúa ban cho không? Có nghĩ như vậy không? Thế giả như mình sinh ra mình đã bị câm rồi thì có hát được như vậy không? Và nếu mà mình khám phá ra đấy là ơn Chúa ban cho thì mình phải sử dụng cái tiếng hát như thế nào chứ? Cho nên cái cách nhìn, cái quan niệm của chúng ta là quan trọng lắm. Mà chưa hết, Chúa Giêsu đưa ra một lý do khác. Chúa trao cho ai nhiều thì Chúa sẽ đòi nhiều. Chúa trao cho ai ít thì Chúa sẽ đòi lại ít hơn. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là cái việc mà chúng ta sử dụng của cải ở đời này đó, tất cả những gì mà Chúa ban cho mình, mà mình gọi là mình có, mà mình sở hữu đó, thì một ngày nào đó chúng ta phải trả lời trước mặt Chúa thôi. Phải trả lời trước mặt Chúa thôi. Cho nên là Chúa ban cho mình nhiều
cũng phải biết tạ ơn Chúa và biết sử dụng cho đúng. Vậy thì thưa anh chị em, cái câu hỏi cuối cùng là tôi phải sử dụng của cải như thế nào, như Chúa muốn. Chúa Giêsu khi nói đến hình ảnh của người quản lý, Ngài thêm hai đặc tính này: người quản lý trung tín và khôn ngoan. Tôi nghĩ đấy cũng là hai điều mà chúng ta cần phải tự nhắc nhớ mình. Tôi sử dụng của cải trung tín, có nghĩa là trung thành với Chúa, với đường lối của Chúa, với những giá trị của tin mừng. Đừng vì ham mê của cải mà làm chuyện bất lương. Đừng vì ham mê của cải mà dùng cái sự hiếp đáp hay là bạo lực đối với những người nghèo, những người thấp kém trong xã hội. Và thứ hai là khôn ngoan. Người khôn ngoan là người nhìn xa trông rộng, cho nên sử dụng của cải đời này mà đồng thời hướng tầm mắt đến của cải đời sau. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu mới dạy chúng ta là các con hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, hãy sắm lấy một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng và mối mọt không đục phá. Sử dụng của cải đời này mà vẫn có tầm nhìn hướng tới của cải đời sau, của cải muôn đời, trung tín và khôn ngoan. Thưa anh chị em, có một câu kinh thánh để cho chúng ta ghi nhớ rất vắn tắt. Chúa nói: kho tàng của các con ở đâu, lòng các con ở đó. Xin Chúa giúp chúng ta nhớ cái câu kinh thánh này để hướng dẫn đời sống hàng ngày của mình. Amen. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp. Khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải sang cho phẳng. Anh chị em và các bạn giải thích cái câu thánh kinh này làm sao? Chắc đâu có phải lần đầu tiên, nhiều lần nghe cái câu thánh kinh này rồi, anh chị em hiểu làm sao? Tôi chắc là anh chị em sẽ giải thích cho tôi, núi đồi ở đây đó là tính kiêu căng, kiêu ngạo. Khúc quanh co ở đây đó là sự gian dối, cho nên phải uốn cho ngay. Mà tính kiêu căng thì phải bạc nó đi, đúng không? Đúng không? Chắc là phần lớn anh chị em hiểu như thế, và rất tốt đấy. Hiểu thế không có sai đâu, nó đúng và rất tốt. Nhưng mà tôi hỏi thêm nhé, thế nếu bây giờ mình giải thích á, núi đồi là tính kiêu căng, kiêu ngạo, thế thì thung lũng thì nó là cái gì? Nó là khiêm tốn hả? Thế mà bây giờ núi đồi đó sao? Bớt bớt khiêm tốn đi. Chúa bảo mình là hãy đến học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, mà bây giờ mình lại bảo bớt bớt khiêm tốn đi, thế thì không biết làm sao. Cho nên cách mà chúng ta hiểu cái câu thánh kinh này đó, nó đúng và nó tốt, nhưng đấy là nghĩa mà người ta gọi là nghĩa thiêng liêng. Và trước khi đi vào cái nghĩa thiêng liêng đó là mình cần phải trở về với chính bản văn của thánh kinh, và đặt cái bản văn thánh kinh đó vào trong bối cảnh sống của nó, thì lúc đó anh chị em và các bạn sẽ khám phá ra lời của Gioan Tẩy Giả mang một âm vang xã hội rất cụ thể.
núi đồi và thung lũng ở đây đó là có ý nói đến người giàu và người nghèo. Có một sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo lớn như là giữa một ngọn núi cao và vực sâu của thung lũng. Bây giờ là phải làm sao mà xóa cái sự cách biệt đó đi. Và sự giàu có đó nhiều khi được xây dựng bằng cái khúc quanh co, tức là bằng những tính toán, những âm mưu ma quỷ để hại người, làm lợi cho mình thôi. Thì bây giờ phải uốn cho nó ngay. Một ý nghĩa xã hội hết sức cụ thể. Tôi nói như vậy là có căn cứ ở trên Thánh Kinh chứ không phải là ý riêng của tôi đâu. Khi anh chị em và các bạn đọc lại Thánh Kinh Cựu Ước đó, thì ta sẽ thấy các ngôn sứ, các tiên tri ở trong Cựu Ước luôn luôn là những vị đứng lên để tố cáo bất công xã hội, luôn luôn là những người đứng lên để bênh vực quyền lợi của người nghèo. Và Gioan Tẩy Giả cũng là một ngôn sứ, Luca còn nói là vị ngôn sứ vĩ đại nhất của thời Cựu Ước. Cho nên ngài cũng nằm trong cái chiều dài của truyền thống ngôn sứ đó. Ngài tố giác bất công xã hội và ngài bênh vực quyền lợi của người nghèo. Và khi hiểu được như vậy thì anh chị em sẽ thấy cái sứ điệp mà Gioan Tẩy Giả nói lên hôm nay vẫn còn rất cần thiết cho xã hội Việt Nam chúng ta ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Bởi vì chưa bao giờ mà Việt Nam có sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo lớn cho bằng hôm nay. Chưa bao giờ. Cái thời mà chúng ta gọi là kinh tế bao cấp á, thì ai cũng nghèo cả, sẵn sàng giống nhau. Nhưng mà bây giờ thì khác. Bây giờ có những người giàu, giàu lắm. Ngày xưa mình cứ bảo Việt kiều Mỹ giàu. Việt kiều bây giờ thua xa người giàu ở Việt Nam. Việt kiều ở bên Mỹ mua cái nhà 500 ngàn đô la, trả góp 30 năm mới xong. Đây người ta mua cái một, trả tiền mặt, mà không phải mua một cái, mua 5 cái chơi. Việt kiều mà ăn thua ý. Nhưng mà người nghèo ở Việt Nam thì vẫn rất nhiều. Chưa bao giờ là sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo lớn như hôm nay. Và chúng ta rất hân hoan phấn khởi để đặt chân vào WTO, vào Tổ chức Thương mại Thế giới, với một cái hy vọng để phát triển kinh tế. Nhưng tôi không biết rằng cái sự cách biệt giàu nghèo đó nó có được xóa tan không. Tôi không biết. Mà giả như cái sự giàu có đó nó được xây dựng bằng cách làm ăn cần cù, bằng tài trí thực sự đó, thì không nói làm gì, tốt thôi. Chúa đâu có cấm mình giàu đâu. Nhưng mà khổ nỗi là khi nhìn vào trong đời sống xã hội đó, là ta thấy rất nhiều khi sự giàu có được xây dựng bằng bóc lột, bằng bất công, bằng tham nhũng, bằng hối lộ. Rất rõ. Và như vậy thì cái sứ điệp của Gioan Tẩy Giả vẫn rất cần thiết cho xã hội Việt Nam ngay bây giờ, ở đây và lúc này. Thế thì câu hỏi mà Gioan Tẩy Giả đặt ra cho mỗi chúng ta đó, thế làm sao để mình xóa tan được cái sự cách biệt đó, làm sao để xây dựng công bằng xã hội? Chắc anh chị em và các bạn sẽ bảo cái cách tốt nhất đó là luật pháp thôi. Phải ra những cái văn bản pháp luật cho nó cụ thể, nó rõ ràng, nó minh bạch. Và phải tuân giữ luật pháp cho nó đàng hoàng. Dĩ nhiên cái câu trả lời đó là hết sức tốt, lý tưởng.
Nhưng mà khi quan sát thực tế xã hội, có phải là chúng ta thấy là luật pháp nhiều khi có đấy, nhưng mà những người có của và có thế lực, họ ngồi xổm ở trên luật pháp đó. Người ta có thể dùng tiền bạc và thế lực của mình để mà uốn nắn luật pháp theo ý của họ, để phục vụ cái lợi ích riêng của họ, bất chấp quyền lợi của người nghèo. Đó là một thực tế. À thế thì chính lúc đấy, chính lúc đấy mà lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả vang bên tai chúng ta: hãy sám hối, sám hối. Có thể cái từ sám hối này nó hay đi cái từ ăn năn, cho nên chúng ta cũng hiểu theo nghĩa đạo đức, mùa vọng là mùa ăn năn sám hối. Thế thì liệu mà xét mình đi xưng tội để đi lễ Giáng sinh mà còn lên rước lễ được, thế là tốt lắm. Nhưng mà chưa đủ. Thực sự cái nghĩa sám hối ở trong Thánh Kinh nó sâu hơn chúng ta tưởng. Sám hối ở trong Thánh Kinh có nghĩa là thay đổi cái cách nghĩ của mình, cái cách nhìn của mình về cuộc đời, về con người, về cả Thiên Chúa nữa. Và từ cái sự thay đổi sâu xa trong cách nghĩ và cách nhìn đó, thì cách sống của mình mới có thể thay đổi. Tôi lấy một ví dụ. Chủ nhật tuần vừa rồi tôi không có về dâng thánh lễ với anh chị em được, là bởi vì tôi phải lo tổ chức ở trong trung tâm mục vụ, đón tiếp 4 vị hồng y, 3 vị của châu Á, từ Hồng Kông, từ Philippines, từ Ấn Độ, rồi thêm một vị ở Pháp nữa đến thăm giáo phận chúng ta, và hơn 10.000 bạn trẻ đón chờ trong trung tâm mục vụ để đón tiếp các vị. Thế trong cái cuộc đón tiếp nó chỉ có cái phần giao lưu với các hồng y. Và khi trao đổi với vị hồng y ở Hồng Kông đó, thì các bạn trẻ đặt câu hỏi thế này: là thưa Đức Hồng Y, ở Việt Nam chúng con giới trẻ mê phim Hồng Kông lắm, phim Hàn Quốc nữa, mà có khi là tài tử Hồng Kông đó là chúng con thuộc hơn tên 12 thánh tông đồ. Cái đấy là đúng thôi. Và khi mà xem phim Hồng Kông đó là chúng con thấy Hồng Kông giàu có quá, đời sống của người dân rất là cao, và chúng con cũng mong phát triển đất nước Việt Nam được như vậy. Thế anh chị em có biết Hồng Y Hồng Kông trả lời sao không? Trả lời lập tức à: đừng có tin vào những gì nó chiếu ở trong phim á. Đừng có tin vào những gì nó chiếu ở trong phim. Bởi vì tuy Hồng Kông là một vùng đất giàu có và phát triển thật đấy, nhưng vẫn còn nhiều người nghèo. Ngài kể cụ thể là mới đây thôi, có một người cha trong gia đình tự tử. Lý do: không có tiền mua thức ăn cho con, tự tử. Đấy, chứ đâu có phải là không có người nghèo. Và cái điều quan trọng hơn nữa là Ngài nói đó: đừng có tin vào những gì nó chiếu ở trong phim. Có nghĩa là đừng có tin rằng cứ có tiền bạc là có mọi sự. Đấy, cái cách nhìn của nhiều người trẻ hôm nay trên thế giới và ở Sài Gòn này cũng vậy: có tiền là có mọi sự. Và vì quan niệm rằng có tiền là ta sẽ có mọi sự, cho nên ta sẽ làm mọi cách để có tiền, kể cả bằng những đường lối bất công nhất, bạo lực nhất, miễn sao ta có tiền. Rất nguy hiểm. Thế thì bây giờ sám hối đó, sám hối là phải thay đổi cái cách nhìn và cách suy nghĩ của mình, để khám phá ra rằng tiền bạc nó cần thiết thật, nhưng nó không phải là cứu cánh, là cùng đích của đời người. Nó chỉ là phương tiện thôi, và mình phải là người làm chủ
chứ không phải để cho tiền bạc nó làm chủ mình. Thay đổi cái cách suy nghĩ, thay đổi cái cách nhìn, từ đó mới có thể thay đổi cách sống. Mình đi kiếm tiền nhưng mà mình vẫn biết tôn trọng anh chị em của mình, chứ mình không có đàn áp gì cả. Cái sám hối của Thánh Kinh là như vậy đó. Và Thánh Gioan Tẩy Giả nói rằng, và khi đó mọi người phàm sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Nói một cách khác, khi bạn sám hối thì Thiên Chúa đến trong cuộc đời của bạn. Thực sự ra mình nói là mình chờ Chúa đến, nhưng mà Chúa đến rồi, và Chúa vẫn đang đến từng giây từng phút. Tôi nhớ cái câu Thánh Kinh ở trong sách Khải Huyền, Chúa nói thế này: ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng gõ cửa và mở cửa cho ta vào, ta sẽ vào và dùng bữa với người đó. Chúa đến rồi, Chúa đứng ngay ngoài cửa gõ kịch liệt, mà có khi mình không nghe. Mình không nghe. Bây giờ anh chị em và các bạn đi giữa đường Sài Gòn, lúc nào xe cộ cũng đường được như vậy, ồn ào như thế, có một người bạn gọi nhẹ tên mình, có nghe được không? Không nghe được, ồn ào quá. Tương tự như vậy, đầu óc chúng ta lúc nào cũng đầy những tính toán, những âu lo. Chúa gõ kịch liệt không ăn thua gì. Hoặc là có khi mình nghe chứ, nhưng mà mình không muốn mở. Chúa vào phá rối trật tự của con. Một ông đã có vợ rồi, giờ lại thêm bồ nhí nữa. Đang êm ái, đang hạnh phúc, đang sung sướng thế này mà lại bỏ mở cửa mời Chúa vào thì có mà mất nửa đời người. Đấy, mình nghe chứ, nhưng mà không muốn mở. Nhiều lần tôi đi công tác ở nước ngoài phải ngủ ở khách sạn, tôi thấy ở cái cửa phòng bao giờ cũng gắn một cái tờ giấy mình có thể di chuyển được, để đại khái là đừng có quấy rầy. Lúc nào mình mệt quá mình về phòng thì mình treo cái bảng đó ở phía đằng trước, người ta biết như vậy là không có ai người ta quấy rầy gõ cửa hay là vào dọn vệ sinh. Tôi mới liên tưởng là nhiều lúc trong cuộc đời mình cũng vậy. Tâm hồn của mình có cái cánh cửa, trong mà mình gắn cái chữ vào đấy: xin lỗi Chúa, đừng có quấy rầy. Khi Chúa Giêsu rao giảng cho chúng ta về Thiên Chúa, Ngài không hề dùng những từ ngữ như là bản thể hay là ngôi vị hay là bản tính, không có. Ngài chỉ nói với chúng ta về Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Thế rồi trong lịch sử giáo hội, bởi vì có nhiều người giải thích không đúng về mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần, cho nên giáo hội phải vận dụng những từ ngữ và khái niệm triết học là bản thể, là ngôi vị, là bản tính để trình bày cho nó rõ ràng về mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Và những từ ngữ cũng như khái niệm triết học đó bây giờ nó trở thành xa lạ và khó hiểu, không những đối với người bình dân mà kể cả đối với giới trí thức cũng không dễ hiểu. Cho nên anh chị em cứ an tâm, cái điều quan trọng là chúng ta phải trở về với chính lời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo và cũng nói với chúng ta: Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con của Ngài, để những ai tin vào Con của Ngài thì được sống đời đời. Câu này rất quan trọng. Có một nhà chú giải Kinh Thánh đã từng nói rằng, giả như có một tai nạn nào đó mà sách thánh biến mất, nhưng chỉ cần giữ một câu này thôi thì cũng đủ rồi.
Thế cho nên chúng ta tập trung vào câu này của Chúa Giêsu: Thiên Chúa yêu thương thế gian. Anh chị em học giáo lý thấy nói về Thiên Chúa là đấng toàn năng, phép tắc vô cùng, biết hết mọi sự, ở khắp mọi nơi. Đúng như thế. Nhưng nếu có một định nghĩa nào trong Kinh Thánh về Thiên Chúa thì chỉ có thể là định nghĩa này: Thiên Chúa là tình yêu. Thế thôi. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con của Ngài. Cái tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua sự cho đi, qua sự hiến ban. Và Chúa Giêsu từng nói rằng không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người dám hiến mạng sống cho người mình yêu. Ở đây cũng vậy, Thiên Chúa thể hiện tình yêu của Ngài bằng cách là trao ban chính con của Ngài, trao ban chính sự sống của Ngài cho chúng ta. Và để làm gì? Yêu thương ai là muốn đem đến điều tốt lành nhất cho người mình yêu thương. Giống như anh chị em yêu thương con cái của anh chị em, tôi chấp nhận bao nhiêu hy sinh vất vả để đem lại những cái gì tốt nhất cho con cái của mình. Thì cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương thể hiện tình yêu đó bằng cách hiến ban con của Ngài cho chúng ta, để nhờ đó chúng ta có sự sống đời đời, được cứu độ là như thế. Thế thì cái tình yêu mà Chúa Giêsu nói đến ở đây là chúng ta vừa suy nghĩ với nhau, đó là tình yêu hướng ra bên ngoài, yêu thế gian mà hướng ra bên ngoài. Nhưng mà trước khi cái tình yêu đó hướng ra bên ngoài thì tình yêu đó đã nội tại ở trong cung lòng của Thiên Chúa. Ngôn ngữ thần học người ta phân biệt ad extra và im se. Trước khi là cái tình yêu trào ra bên ngoài dành cho thế gian thì đã là cái tình yêu nội tại nơi cung lòng của Thiên Chúa. Nơi cung lòng của Thiên Chúa đó là tình yêu của Cha dành cho con, của con dành cho Cha, một tình yêu trọn vẹn và phong phú đến nỗi Chúa Giêsu diễn tả là mọi sự của Cha là của con và mọi sự của con là của Cha. Và cái sự hiệp thông yêu thương đó, cái mối dây liên kết yêu thương đó là Thánh Thần. Không có lý luận nào mà có thể giải thích cho trọn vẹn. Nhưng mà có một hình ảnh gọi là loại suy. Trong triết học người ta nói loại suy có nghĩa là một cái hình ảnh nó từ đời thường của chúng ta này mình có thể quan sát được, mà nó giúp mình hiểu phần nào về những điều vượt lên trên tâm trí của chúng ta. Thì ở đây cũng vậy, không phải là giải thích nhưng là một hình ảnh loại suy để giúp mình hiểu phần nào về mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Cái hình ảnh đó là chính gia đình của anh chị em. Người chồng yêu thương vợ, người vợ yêu thương chồng, và chính cái tình yêu nên một đó được đúc kết nơi đứa con. Cho nên các cháu nó mới có một bài hát là ba yêu con vì con giống mẹ, mẹ yêu con vì con giống ba, cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Cái hình ảnh đó một phần nào nó giúp cho chúng ta hiểu được cái tình yêu hiệp thông nơi Thiên Chúa ba ngôi là thế nào. Vậy thì thưa anh chị em, mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi có thể soi sáng gì cho cuộc đời của chúng ta? Quan trọng lắm à.
Anh chị em nhớ dùng tôi ngay trang đầu tiên của Kinh Thánh khi kể về công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã nói Thiên Chúa tạo dựng con người làm sao? Tạo dựng con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Cho nên tất cả chúng ta đây này, những con người là được Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Như vậy thì những gì nói về Thiên Chúa cũng là nói về chúng ta. Mà Thiên Chúa ở đây là Thiên Chúa ba ngôi, không phải là một Thiên Chúa cô độc, mà Thiên Chúa của tình yêu hiệp thông. Chính vì thế tôi được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, thì nếu tôi sống với tình yêu hiệp thông đó phong phú bao nhiêu, tôi càng trở nên giống Chúa bấy nhiêu, tôi càng là người bấy nhiêu. Định nghĩa về con người của Kitô giáo nó độc đáo ở chỗ đó. Trong thời đại của chúng ta đang sống, người ta có khuynh hướng đề cao của cải vật chất, nhìn giá trị con người ở chỗ là có nhiều của cải vật chất. Và bởi vì nhìn giá trị con người như thế, cho nên người ta ra sức để thu gom của cải vật chất cho thật nhiều, kể cả bằng những cái phương thế bất lương, bất nhân, bất nghĩa nhất, miễn sao tôi có nhiều của cải. Người ta tưởng mình là người hơn, mà hóa ra lại giống con vật hơn. Và bởi vì lấy của cải vật chất làm tiêu chuẩn để đánh giá con người, cho nên dễ hiểu thôi, người nghèo bị gạt ra bên lề xã hội. Một xã hội phi nhân, một xã hội không có tình người. Kitô giáo của chúng ta được lời Chúa soi sáng, mình nhìn khác. Giá trị con người là ở chỗ tôi trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, tình yêu hiệp thông. Tôi càng cố gắng để sống với tình yêu hiệp thông đó bao nhiêu, tôi càng là người bấy nhiêu. Và bởi vì mỗi một con người đều là hình ảnh của Chúa, cho nên người đó dù giàu hay nghèo, dù trí thức hay bình dân, dù lành lặn hay khuyết tật, dù da trắng hay da đen, chúng ta đều phải tôn trọng, bởi vì đó là hình ảnh của Chúa. Và khi cả xã hội mà sống theo cái định hướng như thế, anh chị em thấy không? Sẽ là một xã hội có tình người hơn, một thế giới có tình người hơn, một thế giới biết chia sẻ và liên đới với nhau nhiều hơn, một thế giới tốt đẹp hơn. Cho nên mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi thực sự rất gần gũi với chúng ta và rất quan trọng, bởi vì giống như là một nguồn sáng soi đường chỉ lối đời sống làm người cho chúng ta. Và nếu anh chị em và tôi mình cố gắng để ngay từ cuộc sống hiện tại sống với tình yêu hiệp thông đó, thì có thể nói là ngay từ trần gian này chúng ta đã bước đi trong quỹ đạo của Thiên Chúa Ba Ngôi, và công việc của chúng ta làm trở thành lời tôn vinh Thiên Chúa như chúng ta vẫn đọc: sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.